Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại gia đình của nhà anh Cơ để tiếp tục trao cái phần quà của cô Nhân ở bên Mỹ. Trước cô có gửi đến khoản tiền là 100 đô để hỗ trợ cho gia đình nhà anh Cơ mua nhu yếu phẩm. Thì có một cái video thì em Dương cũng đã trích ra 1 triệu để mua nhu yếu phẩm cho gia đình anh Cơ rồi. Vì lúc đó thì anh em mua thì cũng đang đề phòng là trong trường hợp mua nhiều quá sẽ bị hỏng hóc này kia ấy. Thì để bao giờ nó gia đình nhà anh Cơ dùng hết thì anh em sẽ tiếp tục mua vào. Thì hôm nay em Dương cũng đã sử dụng cái hết cái khoản quỹ đấy để có mua cái phần nhu yếu phẩm. Đây em Dương cũng có mua là thịt hộp này với cả mít cá, rồi là nhu yếu phẩm ở trong này có bao gạo nữa. Thì lát nữa em Dương sẽ mở ra để cho quý các bác nhìn thấy rõ hơn. Thì trước khi chị em mình có đem cái phần quà đi vào thì chị có muốn nói cái gửi lời cảm ơn đến cô không? Mỗi tuổi phong nhau tỏ mì cô thảo nừng pha là cứ nẹ o trò mà có cái vua là loại y trò là vua cho không phút này là quá trình chưa y trò luôn vậy. Nhân lúc nhiều cho ai không cảm ơn tao cái vua là phút trò cái nhân này tiệu thì ý là o trò tuổi phong gửi nhiên là trò tết cho nè chị tu tụi mình cứ vua với mày vua tôi yêu không nên tao tôi cho nên chị tôi theo ở tôi phát chào có tôi phát chào nó cá nhớ trong ở chào nên tao. Vâng, đây là lời cảm ơn của vợ của anh Cơ, rất là cảm ơn cô hôn nhân ở bên Mỹ đã gửi cái phần hỗ trợ này đến giúp đỡ cho gia đình trong cái mùa này. Thì bây giờ thì em Dương cũng xin phép là được mang cái phần quà này vào, chị hộ em cầm cái này với em cô mà chị đem để em cầm cái bao gạo. Chắc là làm thêm 2 chuyến rồi. Đây còn có một túi nữa. Thì đây chị ơi. Thì đây nhá. Đấy nhá, em có mua vào là cái này. Sau này có nhu yếu phẩm cũng được như mọi khi em mua, nhưng mà lần này thì nên có cái khoản tiền nó nhiều hơn một chút thì em có nhiều hơn, mua nhiều hơn. Đấy, thì trước là có 1 triệu thôi, nhưng mà lần này là em sử dụng hết quỹ kia là kia luôn đấy, là 1.200.000 280.000 đấy. Đây là có muối mì chính đấy nhá chị nhá. Đây còn muối mì chính này, xà phòng giặt này, và dầu ăn, dầu rửa bát, rồi là nước mắm nữa, các thứ đây nhé. Rồi ở bên trong này là có cả, đây còn mì tôm này, mua cá người ta đục sạch đấy. Đây có mì tôm, còn mì tôm dưới này, có thịt hộp với cả sữa nữa, rồi cá khô. Thì cái khoản tiền vẫn còn, em mua vẫn còn dư một ít đấy, thì em có mua thêm 2 lốc sữa này về cho cháu Bình nhá. Chị cất cái này đi. Còn cái cá hộp này là cái cá khô này chị cất lên cao một tí, không tránh là cái bị con mèo hay là gì cắn này. Còn hôm nay thì em Dương là thay vì là mua cá hộp thì hôm nay em Dương lại mua cái thịt hộp này. Tuy nhiên là thịt hộp này nó sẽ đắt hơn là cá hộp chị ạ. Cái hộp thịt hộp này nó đắt hơn cá hộp, nên là cũng để mấy lần trước thì em toàn mua là cá về ấy. Thì muốn gia đình có thay đổi cái thức ăn thì em có mua thịt hộp về nhá. Cái này nó vẫn làm giống như kiểu là của cá hộp kia thôi nhá. Cái cá nó vừa thích thì phá. Đây chị cái này cất đi. Cái gói xà phòng này để ngoài ấy chị ạ. Cho ít hơn ta đi xem. Thì nay anh em cũng đang mua cái phần quà của cô bác gửi đến gia đình anh Cơ. Cái túi này lúc nãy mở không được làm rách mất rồi. Đây mì tôm đây. Đây chị cắt được em. Cái bao gạo này cũng còn một ít đây thôi à? Đây, may quá anh em mua vào kịp, không thì gia đình cũng chắc ăn một hai bữa nữa là cũng hết cái phần gạo mà đợt trước em Dương có mua vào rồi. Cái bao này đợt trước em mua vào đấy đúng không? Vâng. Thế chị cho em hỏi là anh Cơ đi đâu đấy? Cho tiền mi cứ trong mùa lạnh đông bố la này thì cho tổ đông trào mùa là sao? Này mùa xuân mi cứ trong
À, súng đi chặt cây cho người ta xong rồi bị cây va vào hơi trúng một người à? Ờ, anh chơi gió á. Anh Cơ đang đi thăm ở bên đấy à? Ờ, thì đừng một chú á. Trào, có thể chỉ trào này. Bị lâu chưa chị? Mồn te à? Thì ta xuống mồn vào chứ, thì trào mà nằm hoa trào nha. À, hôm qua bị à? Ờ. À, thế nên hôm qua bị không biết là có bị nặng lắm hay không? Chị ta bắp hả? Chưa biết đâu gì, chắc là chắc chị ở bên này cũng không biết là tình hình như thế nào. À, dạ. Anh Cơ đang đi thăm ở bên đấy. Nhưng mà anh Cơ đang bị nhỏ to như thế là đi bộ sang bên đấy. Nghe thì em cứ sống tay tất là tiệt trào nên tiệt cho bên đấy nó làm cái tay xuống. Vâng, đây ạ, thưa quý bác, bản thân anh Cơ thì cũng đang bị một quả nhọt ở mông rất là to, còn to hơn cả cái chén uống nước cơ. Nhưng mà ở đây là cái gọi là cái tình cảm bạn bè chơi với nhau ấy, thì biết là bạn có chả may không may là bị tai nạn như thế này thì anh Cơ cũng nén đau là chịu cố gắng đi sang bên đấy là đang thăm bạn xuống ở phía bên đấy. Còn nếu mà như thế thì hôm nay em cũng đã mang vào đây trao phần quà của cô bác gửi đến cho gia đình rồi, thì em cũng xin phép là theo chân anh Cơ em đi sang bên đấy để thăm bạn xuống một tí, không biết là thì bạn đấy như thế nào, vì cũng nếu mà bị cây trúng như này thì cũng rất là nguy hiểm, bởi vì làm cái này cũng lâu, cây không biết là cây to hay cây bé, cũng đi sang bên đấy để xem nên bị nặng hay nhẹ, cũng như là tiện thể là chia sẻ tình hình của bạn súng đến cho toàn thể các bác được biết. Cho thế chị ta báo cháy nó cho này cho để trào cho trào me là trào lo cho chị ta báo. Vâng đúng rồi, mình cũng chưa biết bị rõ ràng như thế nào đấy. Vâng, thế thì em đi sang bên đấy một tí đã chị nhé. Nhớ chị mà mua. Thôi cái học đấy nha. Thôi em đi sang bên kia thăm bạn súng một tí cùng nhân tiện, không biết là có gặp được anh Cơ ở bên đấy không ấy. Nhớ chị mà về đi mà. Đừng có gì mà lúc khác thì cho anh đi ok luôn à? Nhà cho à? Không. À, lấy cái thịt hộp này đi cho súng á. Thôi, nếu mà không thì gia đình cứ để ăn đi chị. Đây, vợ anh Cơ cũng bảo là nhân tiện hôm nay nếu mà em Dương đi sang bên đấy thì có gửi mấy cái cá hộp, thịt hộp mà ban nãy em Dương có mua vào để mà đi cho bạn súng. Thì cái này thì tôi thì em bảo bây giờ gia đình mình cũng tương đối nhiều người ấy, thì em lấy đi bao hộp được không? Nhắc để lại một hộp đi. Nhắc để lại một hộp được không? Đấy nhá, từ thế rồi thì em thay mặt súng em cảm ơn nhá. Vâng, em cũng mang cái quần này đi cho bác súng. Vâng. Thì bây giờ em Dương cũng xin mời toàn thể quý bác anh chị và mọi người cùng với em Dương đi sang bên nhà của bạn súng xem là tình hình của bạn súng như thế nào ạ. Hiện tại thì em Dương cũng đã đến nhà của bạn súng và có thay mặt vợ của anh Cơ có mang cái ít thịt hộp về đến cho bạn súng và nhờ vợ của anh Cơ có nhờ em Dương lên sang đây ấy. Đây là nhà mà chú không biết là gia đình của chú ấy dọn nhà hay sao ấy. Súng ơi! Ơi! Xin chào! Anh Dương ạ! Chào anh! Ấy! Tay em sao? Tay này thì chắc là bị đau rồi. Hả? Tay này đau rồi. Bị tay đau à? Tay đau rồi. À thế hôm thế còn thi đi vào nhà rồi đó. Ra ngoài. Thế hôm lúc nãy sang bên nhà anh Cơ thì có mang phần quà của bác gửi đến cho nhà anh Cơ ấy. Thì thấy vợ anh Cơ bảo là chúng bị tai nạn là lao động à? Nhận sao đấy? Là đi đi khen họ cưa là cây cưa đấy. Không để ý thì rất là cưa cái cây. Cây thì cây đổ chúng à? Đổ chúng thì rất là chạy không được nhưng thì chạy không kịp. Chạy không kịp. Chắc là bị mọi ý bị đây bị ăn nặng hơn bị đầm lên nữa mà nhưng mà à, bị cả lưng cả tay à? À đúng rồi. Nhưng mà tiếp đã nhé, đây là lúc nãy có mang phần quà đến cho nên anh Cơ, nhưng mà anh Cơ thì không ở nhà, thế bảo sang đây đúng không? Anh Cơ là lúc nãy là nó sang ra xe của em một tí nhưng mà nó à, sang đi thăm mà tiếp về dưới sao mà không gặp nhỉ? À nó là rất là anh chưa vào đấy đây nó đi rồi. À thế à, đây thì vợ anh Cơ bảo là có mang cái một ít cả thịt hộp này mang gửi sang cho súng thì nào nhá. Thế thì đây là súng cất đi nhá. Thế thì có cảm ơn anh nữa. Vợ của anh Cơ, cái này của nhà anh Cơ thôi. Anh Cơ à? Thế thì phải có cảm ơn cả nữa của anh Cơ đó, cả anh Cơ nữa. Đấy thì giờ còn đau lắm không? Cái đấy bây giờ thì tay này không thẳng được. Không thẳng được à? Giơ lên xem tí nào. Cũng không bị bầm dập gì đâu mà chắc bị trúng ở chỗ trong xương à? Chắc là nó là xương, chắc là không bị cái bị ấy bị cái gì nhỉ? Cái lành này. Chắc là bị cái cơ cái mạch này đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không biết thì hôm nay chắc là không đi làm cái gì rồi, nhưng mà hôm nay chắc là ở nhà, chắc là dọn nhà một tí
và không làm được cái gì. Đúng là tay đang đau như thế này không làm được gì, đi xe máy. Đi còn đi tay phải nữa thì đi xe máy cũng không đi được. Chắc là không ra được đâu. Đúng nhưng rồi. Mà nó ga tô thì mày không để ý thì nó đi được, đi nhanh lắm thì mình không, không thế sau lưng là bây giờ còn đau lắm không? Lâu đó là lưng thì ở thả như thế này thì không sao, nhưng mà chắc là cong như thế này thì không được. À cuối người thì là đau lắm, đau nhiều đúng không? Đúng rồi. Nhưng mình ngủ thì trẻ có ngủ từ từ. Giải từ từ thôi, giải nhanh, giải ngủ nhanh, giải nhanh không được. Tức là mình cũng chỉ có thể hoạt động nhẹ thôi đúng không? Nhưng mà thế là đi làm thuê cho nhà nào? Ở Napu. Napu à? Ở Napu, nó là cái cây gồng nó to, nó từ 60 phân tôn. À 60 phân, khoảng 60 phân bằng cái đường kính, nhưng mà như thế nếu mà xẻ ra nó chắc cũng được gần bằng cái mặt bàn đấy nhỉ? Đúng rồi, có như thế này, to như thế này, cái cầm đấy. Thế thì cũng rất là to rồi. Bây mà... giờ cái cây này thì chắc là mình chưa xẻ, mình cám nó vừa mới chặt xuống thôi, mới chặt xuống như là như thế rồi, bây giờ mới cái này chưa làm. Đúng rồi. Ở cái thời gian này thì anh em cũng ít khi là vào đến chỗ gia đình và mang súng, tham mang súng ấy, thì phần là mang súng thì có cái máy cưa, cũng hay thi thoảng đi làm thuê cưa cây cho bà con ở trên này ấy, thì là bây giờ bà con cũng có thu ngô xong hết rồi. Những cây mà ở trong nương hoặc là vườn nương các thứ bà con cũng tranh thủ cắt ra làm bán đưng hay là làm cái bán chuồng bò ấy. Mà xuống cũng thường xuyên là đi thuê người ta xẻ những cây đấy thì chẳng may lại bị trúng, bây giờ cũng hiện tại là tay đã không cử động được rồi đúng không? Đúng rồi. Giờ thì không làm được cái gì, phải chờ mấy ngày nữa. Chờ tầm mấy ngày nữa. Đúng, mấy ngày nữa. Chắc là cái cây ở trên kia thì bảo thì từ 10 ngày lên em không đi được thì họ cứ thuê cho người khác. Tức là 10 ngày nữa nhưng mà súng không lên thì người ta sẽ thuê cho người khác. Còn cái công mình đi cắt ở kia người ta cũng không tính cho mình nữa. Không tính. Thế thì có tội không? Thế làm được ở đấy được bao nhiêu ngày rồi? Chắc là 2 ngày thì là được 2 ngày đầu tiên thì chắc là cái bếp. Cho nó ở đó đỡ bản. Không sao. Nhưng mà đi chẳng với cái gạo to này thì nó ở cho là ở tất. Nó xuống thì chắc là không chạy kỳ này chắc là... Đúng rồi, lúc đó đổ xuống không chạy kịp. Cái này chắc là khéo hơn là cái cành thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi nếu mà cả cái cây to như thì... cây to thì không được rồi. Cây to thì bây giờ... Không có mình. Rồi thì vẫn còn làm một cái điều khá là may mắn hơn một chút rồi. Đấy, còn sau thì làm cái gì cũng để ý hơn một chút. Còn thời gian này tạm thời là cứ ở nhà nghỉ ngơi, đỡ lại sức, đỡ với cảm nhất là cái tay của mình đừng có cử động mạnh quá, không nó lại làm cái chỗ cơ nó vẫn chưa lành ấy. Đấy. Bây giờ thì chắc là phải để ý một tí. Cái to lắm thì chắc là không cần chăm rồi. Năm nay thì gia đình có thu được nhiều ngô không? Ngô đấy. Ngô thì thu được một ít đây, hay ba bao tải kia. Được ba bao to này cơ à? Ba bao to này. Ba bao này. Cái này bao này cũng mỗi một bao nó khoảng tầm bao nhiêu cân? Từ khoảng mấy tạ? Hơn trăm cân. Hơn trăm cân thôi ạ? Hơn trăm cân. Đến 200 không? Cái này không đến. Không đến chắc là không đến. Đây là của nhà bạn súng là có được 3 bao như thế này. Cái này nhé. Là cái này nhé. 4 bao. Công an nó để như thế. Ở trên này, không té kịp đúng không? Ở trên này. Của em Pó tại sao lại là có ngô ở đây? Thì những cái video trước đây khi mà quý cô bác ý mà theo dõi thường xuyên trên kênh Bản Sắc Dân Tộc thì quý bác được thấy là cái khoản quỹ làm nhà của em Pó cũng còn dư, thì qua một bạch của em thì cũng được mua lại cái chỗ nương của nhà bạn súng này. Thì lúc đó thì bạn súng cũng đã trồng xong và cũng đã vun xong hết rồi. Thì năm vừa rồi này thì mua lại thì súng cũng đồng ý là sẽ lấy cả cái chỗ vụ đấy cho em Pó. Thì nói đi nói về thì cũng là chỗ là anh em trong nhà thôi, chứ cũng là lấy cả chỗ ngô đấy cho gia đình ấy. Thì em Pó mới có được cái chỗ ngô này. Đấy là em Pó. Nhưng mà còn đấy của em Dính thì không biết là thời gian này cũng khá là lâu, nên không biết là hai vợ chồng bây giờ hiện tại có ở nhà không hả súng? Chắc là em Dính thì đi làm thuê rồi, nhưng mà anh vợ Dính thì chắc lúc nãy
vừa mà ở đây là vừa bỏ đây mang rau đi cắt cỏ bò ấy. À đi cho đi lấy cỏ bò. Lấy cỏ bò. Nhân tiện hôm nay anh em đến đây thì cũng muốn là đi xem con vật nuôi, cập nhật qua con vật nuôi của gia đình anh Dính một chút, bởi vì cũng khá là lâu rồi anh em không đến đây thì cũng đi xem để cập nhật đến toàn thể bác được biết tiếng ấy. À, tình hình của nhà em Dính hiện tại như thế nào thì không biết, là xuống có rảnh không anh em mình lên trên đấy một tiếng anh em mình đi lên xem con bò của nhà em Dính, cả mấy con gà cả con dê nữa đúng không? Vâng. Mấy con vật nuôi của nhà em Dính này. Ồ, mấy con dê. Có sao bây giờ chỉ còn mỗi hai con thôi rồi? À, một con này chắc là vừa ấy đánh giặt rồi, nhưng mà vừa dính bằng mình đâu. Không cá cỏ bò đủ ăn. Kiếm mà mọi người đi cho bé mẹ của nó. À, không phải cho. Nhờ mẹ nuôi hộ một con. Đúng rồi. Ôi, thế bây giờ còn hai con ở đây. Đúng rồi, bây giờ còn hiện tại là còn mỗi vợ Dính thôi ở nhà thôi à? Ừ, nó mà mình á, trời xe hai đứa con á, cả cái cỏ bò cho nó là bố có bò này, hai con dê An á. Đúng rồi, hay bốn con bò ở đây thì quý bác. À, nhà của em Dính hiện tại là gọi là hai con bò thì cũng sinh sản ra, đẻ ra được hai con bê con nữa thì giờ cũng là có tận là bốn con bò. Bản thân vợ em Dính em bây giờ chỉ có một mình ở nhà ấy, thì sợ là cũng không thể nào đi cắt cỏ đủ, nên là cũng có gửi nhờ một con dê đi sang bên đấy. Hiện tại thì còn mỗi một con ở trong, còn hai con ở đây thôi. Đây, con này lớn phết rồi đấy xuống nhỉ? Đúng rồi. Đây, con này để trước này, con này để trước nó lớn phết rồi đấy. Mỗi mình vợ Dính ở trong nhà nên là cũng Dũng ơi, thì nữa nha, vợ Dính về thì nhớ nhắn là vợ Dính là chịu khó dọn chuồng trại một tí nhá. Vâng. Đây nó cũng cỏ dại cái thứ đây cũng tương đối là nhiều ấy. Đây này, cỏ cho bò rồi nhiều cũng rơi vãi ở đấy, không phân thì cũng chịu khó dọn đi, chắc là cũng dọn thường xuyên nhưng mà một mình không càng đáng được hết, nên còn có cả cháu Thanh nữa. Đúng rồi, cả cháu đấy. Thanh nữa, cả thì không còn con nữa rồi bò nữa rồi còn cả dê nữa. Là cũng không không biết, không thấy mấy con gà của nhà Dính đâu nhỉ? Nhà Dính ở đấy thì nó sở ngã chỗ. Chắc là vừa Dính vừa đi trồng đi rồi thì bây giờ sở nó chắc là cô gái ngủ ở đây thì sở hóa hai chỗ đi. Bắt đi đâu để rồi hay là bắt đi anh trai? À, nhờ anh trai. Ừ, nhờ anh trai. Anh trai đi. Để sang bên đấy. Ừ. Một mình con gái nữa thì cũng mặc dù là ở quanh khu hay chỗ vườn của nhà em Dính hiện tại thì cũng đã được cô bác có hỗ trợ mua cái B40 về để rào toàn bộ xung quanh rồi nhé, quý cô bác nhé. Nhưng mà nhiều khi ấy, hai vợ có mỗi bây giờ có mỗi vợ của em Dính ở nhà thì em cũng lo sợ là có trộm cắp, nên là cũng có gửi có cả dê này rồi gà nữa. Đây này, có B40 này cũng đã rào toàn bộ xung quanh hết rồi. Còn cái chỗ này thì trước đây em Dương cũng có đến và giúp đỡ nhà bản thân em Dính cùng em Dính và cả em Pó nữa, nó rào xung quanh cho gia đình. Hiện tại thì gia đình cũng có trồng được cái toàn bộ cái cỏ voi xung quanh ở cái chuồng bò này, nên là cũng bảo vệ được một phần, che chắn được một phần trong cái chuồng trại của mình. Nhưng mà khi mà nếu mà người ta mà muốn trộm thì mình cũng không tránh được. Đúng rồi, không biết được. Vậy Dính thì chắc là mình ở nhà nó sợ đề đối tối nó không tán điện luôn. Tối không tán điện luôn. Không tán điện luôn. Điện thì sáng cặp đê cặp ngày. Cả ngày cả đêm. Cả đêm. Cả đêm thôi. Chắc là phải ngày phải tán, nhưng mà ngày nó sai rồi. Không thì tốn rất là nhiều tiền điện đấy, đúng không? Đúng rồi. Điện vẫn đang kéo ở chỗ nhà súng lên mà, đúng không? Đúng rồi. Kia nhà của em lên. Đây là trường hợp của nhà bạn em Dính, là với con vật nuôi của em hiện tại là như thế. Hôm nay thì em Dương cũng có về đây để mà trao cái phần quà cho gia đình của nhà anh Cơ, thì cũng tình cờ biết được cái bạn Súng thì cũng đang vừa bị tai nạn lao động, thì tranh thủ xuống đây thăm một chút để cũng tiện thể để cập nhật đến quý cô bác được biết thế tình hình con vật nuôi của gia đình của nhà em Dính bố thần kinh. Hôm nay cũng rất là may mắn thì và bạn Súng là cũng tuy là cũng có bị tai nạn nhưng mà vẫn còn may mắn là không nặng mấy, đúng không? Không nặng mấy. Thì nên là tay thì chịu khó nghỉ ngơi một tí nhá. Ừ, ok, Súng ơi, cái chỗ mía này của nhà Súng nhỉ, đúng không? Đúng rồi, của nhà em. Mía này là bây giờ cũng lớn phết rồi đấy nhỉ. Trước là cũng khi mà vẫn còn thương hay vào nhà của nhà em Dính ấy, thì có thấy làm có thành luống ở dưới này, nhưng mà
Lúc đấy là vẫn chưa trồng hay sao á? Chưa trồng, chắc là năm nay từ tháng 3 mới trồng. Cái này là nó vừa rồi này trời mưa nhiều ấy, thì đất nó ẩm cũng tốt hơn. Cái này có bón phân không hả xuống? Cái này đầu tiên thì có, bây giờ thì đầu tiên lúc trồng thì có. Trồng là cái mình bón là bón phân chuồng hay phân gì? Phân cái phân đêm mưa trong trời ấy, mình phân bao ấy. Thế NPK này đúng không? Đúng rồi. Cái loại màu tím, màu đỏ, màu đen cái thứ gì? Đúng rồi. Đấy. Thế thì bây giờ được như thế này. Mai mang đi bán được ấy nhỉ? Nếu mà nhiều hơn bao giờ lớn hẳn đấy, cây cao lớn hẳn đấy. Bây cái này thì chắc là giờ tế thì chắc là ăn được rồi, nhưng mà chắc là ở đấy thì chắc là con nhiều, con bé nhiều lắm. Trẻ con nhiều. Không đi bán được. Chắc là chúng nó không bán được. Cho gia đình đấy ăn. Có khá là nhiều gốc như này, nếu mà không hết thì mang đi bán được mà thúng. Cái này cuộn cái mấy cái lá ở gốc này cuộn vào thì thành chùm luôn đấy. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà chắc là cũng gia đình mới tiện là những cái lá nằm ở tương đối dài một chút thì cắt đi cho bò rồi đúng không? Đúng rồi. Nó nhiều thì chắc là cắt đi cho bò ăn. đây cái này vừa mới có vết cắt mới này. Cái này cho vào được, cá vào được. Đúng rồi. Tức là cái lá này nó vướng ở đường nên là gia đình mới cắt đi tiện thể cho bò, và cái thứ nhất là cái thứ hai để họ không bị vướng đường, mới là cứa tay cứa chân đúng không? Đúng rồi. Vừa sửa đường. Vừa dính cá cái cỏ bò này đi rồi, cỏ ấy đi. Cái này đi cho nó đường nó đi bình thường. Vừa mới sửa lại đường đúng không? Đúng rồi. Đây này cũng nhìn cái đi lại cũng nhìn thấy dễ hơn rồi, cái thời gian trước ấy. Khi cái thời gian mà anh em cũng hay vào đây cái chia sẻ cũng như là với công trình nhà của em Dính ấy, thì cái đoạn đường của nhà bạn Súng ở chỗ này là mưa nhiều ấy, thành lún thành hố xong là thành cái này rãnh xe đi rất là khó. Không biết đi xe rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cũng đã sửa được như thế này thì tốt rồi. Thôi thì cố gắng ở nhà ấy nhá. Vâng. Chịu khó ở nhà, cũng hôm nay anh em đến đây thì cũng vừa biết được tình hình quả Súng là có bị tai nạn như thế, cũng không có cái quà gì sang thăm cho Súng. Vâng. Đến thăm sức khỏe Súng thế nào thôi. Vâng. Anh ấy ra xe là xe của em thì chắc là phải có cảm ơn anh nữa. Rồi, có gì đâu nhá. Vâng. Ok. Đây, thưa quý bác, thì bây giờ thì em Dương còn có chút công việc bận nữa, chắc có lẽ em Dương cũng xin phép là được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn quý vị ở video tiếp theo.